Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Sóc Cò TV. Hôm nay Sóc Cò TV sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách chúng ta sang chậu khi chúng ta mua những cây lan đen rô nắng. Rất là nhiều người có mua hàng ở bên mình và chưa có biết cái cách trồng, thì video này mình sẽ làm cái video này thật là đầy đủ để cho các bạn về các bạn tham khảo và trồng để hạn chế cây nó bị chết nhé. Bởi vì là cái điều mà mình không mong muốn nó xảy ra là cây các bạn bị chết, nên vì vậy mình sẽ làm cái video này. Trước mặt các bạn đó chính là những cây đen rô nắng Pen Soda và bà liễu xưa. Hiện tại thì mình không, do vận chuyển nó đi lâu quá nên mình tạm nghỉ bán một thời gian, khoảng độ cuối tháng mình sẽ bán hàng tiếp. Nên bây giờ trong quãng thời gian rảnh thì mình sẽ làm cái video này. Mình sẽ chọn một cái chậu này. Chậu này là chậu bà liễu. Cây này là cái cây cũng thuộc dạng là xấu rồi. Mình sẽ mang ra, mình sẽ làm cho các bạn xem nhé. Đây tên là trước mặt các bạn đó chính là một chậu bà liễu. Các bạn còn nhớ là cái ngày mùng 3 tháng 10 năm 2021, tức là cách đây độ đúng 15 ngày đó, được nửa tháng là mình có chia sẻ với cây bà liễu xưa và mình có bóc cái cây bà liễu ra và mình bảo rằng là nó đẹp và không cứng lại được, là mình muốn sang chậu. Các bạn còn nhớ cái video đấy không? Ở trong video kênh còn cái video đấy. Thì là cái chậu này là các bạn lấy kỹ này, mình sang chậu cách đây đúng 15 ngày. Thì rễ của em đã bò xanh như thế này. Cây này thì chưa ra. Mình trồng 3 chậu vào chung một cái chậu này thì thấy cây nó phát triển rất là ok. Các bạn thấy này, rễ đã bò đi này. Đó, mình sẽ lia từng tí một cho các bạn xem nha. Đó, mình sẽ lấy dây thút, mình thút lại cái cây liễu này. Đó, đây cây này là trồng được 15 ngày tuổi đấy các bạn nhé. Mới sang chậu thôi, mình ghép 3 chậu thành một chậu này. Các bạn thấy bộ rễ nó đang đi rất là xanh nè. Đó, cây bà liễu xưa của mình nhá. Đó, cây ở giữa cũng vậy. Các bạn để ý kỹ, cây ở giữa này nó đã ra cái rễ xanh này. Các bạn nhìn rõ không? Đó. Vậy thì cái cách trồng như thế nào để hạn chế cây của chúng ta nó bị hư hại thì mình sẽ chia sẻ với các bạn thật là chi tiết trong cái video này nhé. Đây là cái cây liễu mà chúng ta khi nhận hàng về. Đen rô nắng nó là cái dòng mà rất là ưa nắng, nên vì vậy mà các bạn phải trồng phải có nhiều nắng. Còn khi mà các bạn mà nhận hàng thì nó vàng lá chân như này thì các bạn hãy ngắt đi giúp mình nhé. Bởi vì là đen rô nó cái dòng không phải là chơi lá, và nó rất là dễ xấu. Nó rất là dễ sống. Các bạn về, các bạn bỏ cho mình cái này ra nha. Bởi vì nhà vườn thường người ta sẽ trồng là bằng cái xơ dừa này này, nên cái xơ dừa này nó rất là dễ bị hư hại. Trồng đến cái tuổi này là các bạn thấy nó bắt đầu dấu hiệu mục này. Nên vì vậy mà các bạn về, các bạn phải tách ra nha. Nếu như mà có nhiều người mới chơi lan lúc đầu mà xem cái này đấy thì bảo rằng là tôi về tôi để nguyên cái này, tôi trồng xuống và tôi chèn ít than củi hoặc là vỏ thông hoặc là sơ dừa, như thế là các bạn làm như vậy là sai đó. Các bạn phải bóc sạch ra giúp mình. Bóc sạch nha. Rồi công việc tiếp theo các bạn đó chính là lấy cây kéo. Các bạn cắt trụi rễ đi. Cắt trụi rễ đi. Cắt trụi rễ đi. Cái công việc cắt trụi rễ đi để loại bỏ những rễ hư. Loại bỏ những rễ hư. Dễ hư và chúng ta cắt càng ngắn thì dễ nó càng đâm ra nhanh. Còn đâu các bạn mà để nguyên cái cục sơ dừa khi mà các bạn mang hàng về này, các bạn trồng như này thì các bạn trồng nó cực kỳ lâu ra dễ. Nên vì vậy các bạn đừng sợ lan nó bị chết nhé. Không có sợ gì cả, càng cắt đi. Cắt trụi dễ đi. Đen rô là cái dòng cực kỳ là dễ sống, bắt đầu nó cũng dễ sống. Đen rô có một cái đặc điểm nó rất là dễ sống, rất siêng bông. Nhưng mà có một cái ưu điểm đó chính là nó hay bị rớt cái lá chân. Thằng này nó hay bị rớt cái lá, nên vì vậy nó có vàng cái lá thì các bạn ngắt đi, đừng có tiếc gì cả. Nó vàng thì ngắt đi. Quan trọng nhất là cây ngọn nó không bị thối, rễ nó khỏe mạnh. Là như thế này này, các bạn nhìn này, rất đơn giản. Và các bạn trồng sang chậu. Đây, mình sẽ quay sang những cái chậu của mình sẽ nói cho các bạn. Mình chủ yếu mình trồng vỏ thông các bạn nhé. Than thì mình chủ yếu là để vài cục lớn để mình cố định cho cái cây nó không có bị lung lay thôi. Sau đó các bạn về, các bạn ghép vào trong cái chậu này này. Các bạn lấy dây thút, đây là các bạn thút để giữ cố định cho cây lan của chúng ta thật là chắc chắn để cho nó ra rễ. Bởi vì cây có cố định thì nó mới ra rễ được. Các bạn nhìn thấy nó đang ra rễ này. Cây này mình xin nói là 15 ngày, đúng 15 ngày. Và ngoài ra cái cách tưới như thế nào nhá, khi mà mình cắt trụ như thế này các bạn trồng rồi thì là đặc biệt là không được tưới nước ngay nhá.
các bạn phải chờ 2 ngày sau chúng ta mới được tưới nước. Tại vì sao? Tại vì vừa rồi chúng ta cắt có những cái rễ nó hư này này, nên để 2 ngày cho nó khô, và khi nó khô thì chúng ta tưới thì nó sẽ không bị thối rễ. Còn các bạn vừa mới cắt xong mà các bạn mà tưới thì nó rất là dễ bị thối rễ nhá. Các bạn lưu ý giúp mình nhá, 2 ngày sau được tưới nước. Và đặc biệt đó chính là cái cây này đấy, trong khoảng thời gian khoảng độ 1 đến 2 tháng đầu tiên đấy, nó là cái cây rất là dễ bị thối đoạt ở đây, cực kỳ là dễ bị thối đoạt ở giữa vị trí này. Nên vì vậy mà trong khoảng thời gian là 1 đến 2 tháng đầu tiên thì chúng ta tập trung nhiều tưới vào gốc nhé, phun trực tiếp vào gốc cho mình để cây cho nó ra rễ giống như kia kìa. Khi cây nó ra rễ và cây nó khỏe mạnh thì 1-2 tháng tiếp theo thì chúng ta mới được tưới nước lên trên ngọn. Còn đâu mà chúng ta treo dưới ngoài vườn á, nếu mà mưa tự nhiên thì nó rơi vào đoạt như này thì không sao, không tránh được, cứ để nó đi. Nhưng mà ý rằng là mình tập trung phun ở gốc, tập trung phun ở gốc để cho nó ra rễ. Còn để về cái cách kích rễ đấy thì mình sẽ có công thức như thế này cho các bạn nhá. Mình chủ yếu là mình xài ba cái này này. Cái này là thằng gói da chuối nhá. Gói da chuối, nếu các bạn không có gói da chuối thì các bạn có thể làm dịch chuối cũng được. Cái này là chúng ta tự làm, không cần phải mua nhá. Gói da chuối hoặc là dịch chuối. Thứ hai là B1 Thái lắp đỏ, chai xanh. Và cái thứ ba đó chính là nước vo gạo. Đây là mình ví dụ nhá, đây là nước vo gạo. Cái nước vo gạo nhá. Lịch tưới của mình nhá. 2 ngày sau thì mình sẽ tưới cái thằng B1. Mình pha theo tỷ lệ là 20 giọt trên 1 lít nước. Mình phun tập trung vào gốc cây, hạn chế phun lên lá. Thằng này cũng là phân bón lá nhưng mà tập trung phun vào gốc, bởi vì Dendro là cái dòng rất trong tháng đầu tiên và tháng thứ hai nó rất là dễ bị thối ngọn, nên vì vậy mình tập trung phun vào gốc. Pha theo tỷ lệ là 20 giọt trên 1 lít nước. Sau đó 5 ngày sau các bạn sẽ tưới cho mình cái thằng gói chuối hoặc là dịch chuối cũng được, pha theo tỷ lệ là 20 giọt trên 1 lít nước, các bạn cũng phun tập trung cho mình dưới gốc. Và 5 ngày sau thì các bạn sẽ tưới cho mình cái thằng nước vo gạo. Đây là mình ví dụ nước vo gạo nha. Nước vo gạo 5 ngày sau các bạn tưới nước vo gạo cũng tập trung phun ở gốc giúp mình. Còn đâu là những ngày xen kẽ như thế này này, ví dụ như là B1 nhá, 1, 2, 3, 4, 5 ngày sau là đến nước dịch chuối đúng không? Thì trong vòng khoảng là 5 ngày ở đây này, 5 ngày tiếp theo này, thì chúng ta có thể là phun nhẹ dưới gốc giúp mình nhá, hoặc là không cần phun cũng được, có thì phun nhẹ dưới gốc nhá. Sau đó là những ngày tiếp theo của cái thằng giữa dịch chuối và nước vo gạo cũng vậy, chúng ta cũng có là 5 ngày các bạn cũng phun nhẹ dưới gốc, đừng phun lên lá nhé, đừng phun lên lá, trừ khi là trường hợp trời mưa thì để cho nước nó rơi tự nhiên vào cây. Còn nó là bình thường là mình chỉ phun ở gốc mà thôi. Trong vòng khoảng độ 1 đến 2 tháng đầu tiên, tức là mình đang thuần cho cây nó khỏe mạnh và ra rễ bám vào thành chậu, thì đến tháng thứ 3 thì bắt đầu mình mới tưới nước và tưới phân bón lá lên trên lá. Chứ còn đâu là bình thường chỉ là mình hạn chế nên mình dùng cái từ là hạn chế tưới lên lá, tập trung phun gốc để cây nó ra rễ và cây nó khỏe mạnh. Đây chính là cái lịch trình mà mình trồng cây lan Dendro B1, nước vo gạo, dịch chuối và nước vo gạo là ba cái thứ mà mình hay tưới luân phiên nhau, cách nhau 5 ngày, phân thì tưới cách nhau 5 ngày. Và những ngày còn lại rảnh thì có thể chúng ta phun dưới gốc giúp mình để cho cây nó giữ ẩm. Mình làm cái video này để mong rằng các bạn có một chút kiến thức để chúng ta phòng bị, trang bị cho chúng ta để vào cái hành trình chúng ta chơi lan để hạn chế cây nó bị chết. Chứ nếu mà các bạn mà chơi lan mà cái chết là cái điều rất là buồn, mình không muốn nó xảy ra. Và các bạn thấy đó, thường thường các nhà vườn người ta chỉ xài cái từ là từ combo, tức là rất là nhiều loại phân thuốc đó. Cái đấy là các bạn hạn chế, không nên mua nhiều cái đấy, bởi vì nó rất là phí tiền và không có hiệu quả. Còn kênh Sóc Cò TV của bên mình ấy, thường thường tiêu chí của bên mình nó chính là đơn giản, hiệu quả và phải là rẻ. Rẻ tức là sao? Tức là những cái phân mà chúng ta có thể tự làm, không cần phải mua. Ví dụ như là GE chuối, GE nha đam, hoặc là GE tỏi ớt, hoặc là nước vo gạo, những thứ mà chúng ta có thể là tự làm, không cần phải mua. Còn đâu những trường hợp mà bất đắc dĩ là chúng ta phải sử dụng một ít cái phân mà chúng ta phải mua, ví dụ như cái chai này. Nhưng mà mình là người không có bán phân, nên vì vậy mà mình chia sẻ một cách công bằng nhất. Cái nào tốt thì mình nói là tốt, cái nào không tốt thì mình nói để cho các bạn tránh ra. Thì đấy là về phân thuốc cho cái cây Dendro của chúng ta, thì là tạm sử dụng là bộ 3 thằng này nhé. Bộ 3 nước vo gạo, gọi là chuối và B1. Đấy chính là bộ 3 mà mình làm cho cây nó khỏe mạnh. Còn về cái cách treo của cái cây lan Dendro nắng,
Cái dòng này là dòng đen rô nắng, nên vì vậy các bạn phải treo chỗ nào và thật nhiều nắng. Ví dụ như là từ sáng cho đến lúc 10 giờ nắng chiếu trực tiếp vào cây này cũng được, không có sợ cháy lá. Còn đâu là từ 10 giờ cho đến 17 giờ chiều là nắng rất là gắt, nên vì vậy các bạn treo em ấy dưới một cái lớp lưới. Nếu mà nhà các bạn mà không có nắng thì mình khuyên các bạn là không nên chơi cái dòng này, bởi vì cái dòng này nó rất là ưa nắng. Ngoài ưa nắng cây nó phát triển mạnh thì cái cây này nó phải có nắng để cây nó hương thơm. Cây này cũng giống như là chúng ta phơi đồ dùng nước xả vải vậy. Em này phơi đồ là phải có nắng thì đồ nó mới thơm được. Thì giống như em này phải có nắng thì bông em ấy mới ra bông thơm được. Em liễu này cực kỳ là ưa nắng các bạn nhé. Nếu các bạn mà không có nắng ấy, thì các bạn tưới nước nó nước đọng ở trên cái đọt này này thì nước nó không bay hơi được, nên vì vậy nó rất là dễ thối, nên vì vậy cây mới chết. Cây chết thì người bán hàng các bạn lại đi mua lan của người ta bán, và người được lợi nhuận nhất đó chính là những người bán hàng không có tâm. Nên vì vậy mà khi các bạn mua hàng, các bạn phải thật là cân nhắc những trường hợp nào chúng ta nên mua, trường hợp nào chúng ta nên tránh. Không nên mua những cái bộ combo. Bộ combo đó chính là những cái bộ mình cực kỳ là ghét, cứ nghe combo là mình tránh. Mình chỉ chơi những cái thứ mà mình tự làm thôi, ví dụ như là các loại phân thuốc đấy. Phân đấy mình chủ yếu là mình xài cái thằng là gài da chuối, gài da nha đam, và xài ít B1, và đặc biệt đó chính là cái nước vô gạo mình không bao giờ mình bỏ qua. Và thỉnh thoảng thì mình xài một ít, đó chính là cái nước gọi là nước phân cá này, cái bể cá này của mình như này đó các bạn, như này mình gọi cá lên này đó, sáng nào cũng vậy, gọi các em lên cho các em ăn, và sau đó mình đã lấy cái nước này mình sẽ tưới cho cái lan của mình, nó rất là khỏe mạnh đó. Nếu mà bể cá mình mà chết, tức là cái cây của mình chăm lan nó chính có dấu hiệu gọi là không tốt, nên vì vậy mình sẽ thay đổi cái cách chăm sóc lan dựa vào những cái đàn cá này của mình nuôi đó. Trên đây chỉ là chia sẻ những kinh nghiệm cá nhân của mình, các bạn có thể là tham khảo hoặc các bạn có thể là làm theo. Mình thấy đen rô rất là dễ trồng, cứ cắt trụi dưới đi nhé. Nếu các bạn mà không có xem cái video này thì các bạn sẽ bảo rằng là, ủa thôi chết rồi. Nếu mà không xem thì mình nghĩ rằng là ngày xưa là mình lấy hẳn cả nguyên này, mình nhấc này ra và mình để nguyên sơ dừa để về chúng ta trồng sang trọng mới, đúng không các bạn? Nhiều người sẽ có câu hỏi như vậy. Nên bây giờ các bạn đã xem qua cái video của Sóc Cò TV rồi, các bạn có chút một kiến thức về cái cách trồng lan rồi, các bạn có thể tự tin trồng cho mình những giò lan do chính tay các bạn trồng. Những cây lan do chính tay các bạn trồng nó ra bông, đó chính là những cây lan đẹp nhất trên đời. Chứ không có khái niệm rằng là ai em ơi cái lan nào là lan đẹp nhất. Lan do chính tay mình trồng là lan đẹp nhất, đúng không các bạn? Cảm ơn các bạn rất là nhiều nhá. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem tham khảo một chút về cây lan Bà Liễu xưa của mình này. Em ấy lở đến gần đây, Bà Liễu xưa của mình đó. Đó. Em ấy đến thời điểm này là em ấy ra được khoảng độ 1 tháng rồi mà các bạn thấy bông vẫn rất là đầy và hương rất là thơm. Em liễu này là mình treo ở một cái vị trí đó chính là rất là nhiều nắng ở vườn để em ấy đón nắng. Em ấy bị rụng một bông rồi. Để đón nắng. Em sẽ tỏa hương thơm rất là nhiều. Dòng đen rô là cái dòng rất là dễ trồng, siêng bông và đẻ rất là nhiều, các em đẻ rất là nhiều. Vườn mình mấy hôm rồi mưa nên vì vậy mình mới phun cái nước vôi, nên các bạn thấy đấy, vườn của mình có một cái màu trắng này. Thế các bạn thấy có một màu trắng không? Tuần trước là mưa, chỗ mình đang sống nó mưa rất là nhiều, mưa nhiều lắm, ngày nào cũng mưa, nên vì vậy mà vừa rồi là tuần trước là mình có phun cái thằng kinkinbun á, kinkinbun để phòng bệnh, và tuần này mình phun cái thằng nước vôi để phòng bệnh. Hai cái bộ này mình rất là thích để phòng bệnh cho cái lan của chúng ta nó không có bị bệnh. Nhìn đây giống như kiểu là trên Sapa vậy, tuyết rơi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ kênh Sóc Cò TV của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.